Nhà Nam xin chào bạn nhé, thì hàng đang bán vơi vơi đi thì hàng lại phải về tiếp, thế thôi. Đó là quy luật tự nhiên của mua và bán mà. Mua của người chán, bán cho người cần. Và mình sẽ khui ra nhé. Cái này xem là có cái gì về hàng hôm nay. Thật là bất ngờ. Toàn là thấy giấy không thế này, à đây. Những sản phẩm chất lượng đang nằm ở phía dưới gần hé lộ. Ok, nhìn thế này thì chắc các bạn cũng đoán được rồi ha. iPhone 7 nhỏ. Nhưng mà cái quan trọng là cái mà các bạn chờ đợi nhất đúng là phải là ở mức giá rồi máy mã gì, đúng không? Đấy, tất cả các bạn mình thấy đều mong chờ điều đó thôi. Ok, cái thùng hết rồi, mình bỏ ra và xếp máy ra đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ về được chỗ này để coi đếm coi. 2 này. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. Ok, chúng ta sẽ phân định theo màu ra rồi sau đó chúng ta thẩm định luôn, tức là xem sơ qua xem mã máy là gì, đúng không? Chứ còn thực ra thì kiểm tra thì chưa kiểm tra gì được đâu các bạn nhé. Kiểm tra xong thì Nhật Nam sẽ làm nhiều clip chi tiết rồi báo giá bán từng loại, từng màu cho bạn luôn. Còn lần này thì để mình lựa xem màu như thế nào thì mình tính xem có lãi không. Bởi vì thực tế là trong một đợt hàng, nếu mà nhà Nam cảm thấy mình bán nhiều cái sản phẩm, mà lựa được nhiều sản phẩm chất lượng keng có lãi rồi, thì mình sẽ xả những cái đợt hàng mà nó vừa vừa phải, mức pin nó không được cao lắm đấy. Nên là một số bạn mà thích mua những cái rẻ thì chờ những cái đợt hàng như thế cũng khá là ok nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình chờ những cái đợt hàng như thế, vì mình sẽ có những cái đợt hàng giảm giá rất là bất ngờ như vậy, rất tích cực luôn. Khá là dễ mua vào đây. 2, 4 được 6 máy màu đen nhám các bạn ạ. 6 máy màu đen nhám này, 3 máy màu gold thôi, 2 máy màu bạc và 2, 4, 5 máy màu hồng. Đấy, một cái bất ngờ lớn là hôm nay màu hồng này ít hơn màu đen ha. Bình thường mình thấy màu hồng đông như quân nguyên. Rồi, thì mình kiểm tra ngẫu nhiên đại một máy đi, xem có đẹp không ha. Ok, máy này thì là hàng sử dụng rồi. Và đã cũng có chấm chấm nhẹ rồi vào hàng này, thì được đánh giá vào hàng khoảng 99% đến keng, 99% đến keng nhá, chứ không phải là từ keng đến mới ha. Cái đoạn mà từ 99 đến keng là nó xong rồi mới đến là từ keng đến mới đấy, như cái lần trước đấy về được 32GB đấy là từ keng đến mới đấy. Ok, còn pin này chúng ta kiểm tra luôn nhá. Nhìn thế này thì biết bản 32GB rồi ha, không còn bàn cãi gì nữa. Mỗi màu kiểm tra một máy đi. Số lượng thì không được nhiều ha. Đấy, đủ 4 màu chưa? 2, 4 màu đủ rồi ha. Cái màu đen khởi động lên rồi. Ok, chúng ta cái nào lên trước chúng ta kiểm tra trước. Xem mã máy. Mã máy là mã gì các bạn nhé? Mã máy con này là mã Canada này. Vậy là đợt này mình nghĩ là chắc nhiều mã lắm. Mã Canada thì nó cũng chả khác gì mã Mỹ hoặc mã châu Âu đâu. Ok, bản 32GB. Và chắc chắn một điều rằng là đây là iPhone quốc tế, chứ Nhật Nam không bán máy lốc nhá. Nếu giả sử có lốc thì Nhật Nam cũng bỏ ra. Như con này pin rất là bèo nhèo này, 83% này. Đấy, thì chắc chắn rồi nó sẽ có những cái chế độ bán cho những cái dạng pin như thế này mà các bạn để xài luôn, thậm chí còn không phụ kiện nữa cơ. Đấy, mình sẽ làm rất là nhiều, hứa hẹn là sẽ rất là nhiều những clip như thế cho bạn dễ mua để đỡ phí phạm đấy, giống như kiểu mình học theo hãng của nó luôn, làm theo kiểu bảo vệ môi trường. Ví dụ chẳng hạn như các bạn có rồi thì lấy phụ kiện làm gì, đúng không? Ok, và đây như con này mã Mỹ này, như vậy lần này là nó xáo trộn lung tung mã nha, và mình chỉ có thể đưa ra một cái mức giá gọi là bình quân thôi. Đấy, nó từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Rồi sau đó là mình mới phải đánh giá chi tiết từng máy có cái phần trăm pin như thế nào. Đấy, như con màu gold này pin 92 là khá chất này, con này thì đương nhiên giá phải cao rồi. Đấy, dạng như hàng lựa trong một cái đợt hàng, đúng không?
Thì dĩ nhiên rồi, mình sẽ bán những con này cao, và dĩ nhiên là mình sẽ bù lại những cái con mà pin nó kém hoặc là như nào đó thì bán rẻ lại cho bạn, thậm chí giá rất là rẻ luôn, chứ không phải là không có máy rẻ các bạn nhé. Có dù 10 cái lời 7 cái, còn 3 cái bán xả lỗ, chuyện bình thường, tổng một đơn hàng đấy mình có lãi là được rồi. Còn quan điểm buôn bán mà chắc quá ai chơi lại, phải không? Không chơi lại ai chơi, gì cũng phải thoáng tí. Đây con màu trắng pin 89 cũng khá chất nữa này, đấy cũng được là hàng tuyển này. Như hồi nãy giờ kiểm tra ba con thì thấy thất bại con màu đen, thấy chưa các bạn, chưa đâu phải cái nào cũng lời được, là được là muốn lời là lời đâu. Mình mua là mình đâu có được cái kiểu như lựa phần trăm pin đâu, mình được lựa ngoại hình thôi bạn nhé, hoặc là lựa máy zin hay không, chứ còn phần trăm pin là người ta ngẫu nhiên thôi. Chứ còn đi lựa phần trăm pin 90% thì mấy lái nó đâu có giao hàng cho mình nữa. Nó bảo mày khôn thế ai chơi lại mày. Mình nhập là nhập theo kiểu xa cạ, nhưng mà về chắc chắn mình lựa. Đây chẳng hạn như con này cũng mã Mỹ luôn này. Ok. Vậy chắc chủ yếu là mã Mỹ rồi bạn. Cha pin luôn. Và dĩ nhiên mã gì hay là ok. Đây như con này pin còn chết rồi đây này. Đấy chắc chắn phải thay pin này. Hàng này sẽ phải đánh giá sang là hàng thay pin luôn. Ok. Rồi thì cái giá khởi điểm ngày hôm nay tùy theo màu sắc cũng như phần trăm pin thì nó sẽ có cái giá là từ 3 triệu 7 đến 4 triệu nhá. Mình lưu ý với bạn rằng là đây là iPhone 7, iPhone 7 nhỏ có màn hình là 4 in 7 nha. Khá là ok. Máy đẹp từ 99% đến đến keng. Đấy, đấy như con này này nó gửi về còn không có cả khai sim. Thế thì các bạn cứ đòi trùng trùng kiểu gì, cái này buộc phải bỏ một khai sim khác vào rồi, chứ không nhẽ mà mất cái khai sim vứt đi cái máy này đúng không? Đấy, có nhiều trường hợp nó như vậy, hoặc là giống ví dụ đơn giản như là một cái áo thôi, chẳng chẳng không may đứt chỉ cái nút ra, không nhẽ lại phải đi may áo mới đúng không? Và giá nó sẽ là từ 3 triệu 7 và đến 4 triệu, sẽ tặng kèm đầy đủ phụ kiện như là dán cường lực, ốp dẻo và sạc, không có tai nghe các bạn nhé, không có tai nghe. Đấy, thông cảm vì là không phải đầy đủ đâu, không có tai nghe, bởi vì đây là tai nghe sử dụng chung với lại chân sạc, nên là sẽ sử dụng cái tai nghe trị giá tới 300.000. 300.000 luôn. Và ai có nhu cầu mua theo thì cộng thêm 300. Ok, mình sơ sơ thế thôi nhá, còn bạn nào tin tưởng thì đặt luôn, lựa luôn. Còn bạn nào chưa thì hãy chờ những cái review chi tiết tiếp theo của Nhật Nam. Rồi ok, chúng ta thích con nào chúng ta chỉ điểm con đó luôn rồi chúng ta mua cho thuận tiện nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé.